ăn muối cầm hơi. Đi nào, nhanh, nhanh lên, nhanh, nhanh lên, đi nào, nhanh lên. Họ họ, làm việc cả ngày rồi, cho mày nghỉ nhé. Vẫn còn sớm chán, mặt trời đã xuống bóng đâu, làm được lúc nữa rồi hãy nghỉ chứ. Mày lại muốn lười biếng phải không? Khá lắm, khỏe mạnh mà lại được việc. Nghỉ tay ăn cơm đi, ông phải bảo thằng bếp làm riêng cho con đấy. Dạ thưa ông, con làm việc quần quật cả ngày ở ngoài đồng, e là với chút cơm này, con sợ không còn sức để mai làm việc. Gớm chưa, thế này đã là ngon lắm rồi, hồi xưa lấy đâu ra cơm mà ăn, còn phải độn ngô, độn sắn cả đấy chứ. Cơm thế này mà ông bảo ngon cái gì chứ? Con còn trẻ chưa có hiểu chuyện, ở đời ngon dở tốt xấu là do cái lòng của mình, do ý nghĩ của mình mà ra cả thôi. Ông nói sao, con vẫn chưa hiểu ạ? Thì ví như bữa cơm chiều này đây, sao con không tưởng tượng con cá khô này là con cá anh vũ thơm ngon béo ngậy, bát cơm gạo hẩm kia là niêu cơm tám dẻo thơm. Thưa ông, sao lại có thể như vậy được ạ? Sao lại không được? Cái miệng để ăn thì có cái đầu phải suy nghĩ, tưởng tượng chứ. Đấy, ông mới nghĩ một tí mà đã ra bao nhiêu món ngon lành, béo bở rồi. Ấy, còn muối nữa, đó là tinh hoa của biển, được chưng cất truyền thống, rất quý giá. Lúc ấy, còn có cảm giác như mình đang chén một bữa tiệc no nê, thịnh soạn. Chuyện đời nó như thế đấy con ạ, sướng khổ là do mình mà ra cả thôi. Ông... Ăn xong rồi mai nhớ cài nốt thửa ruộng này, ngày kia còn xuống cái đồng giếng nữa nghe không? Thế là đỡ chút tiền cơm, ăn thế nào mà trả được mà còn đòi hỏi này nọ. Đúng là cái đồ lão già keo kiệt, bần tiện thế là cùng. Ngày hôm sau, ngày nào cũng làm việc vất vả thế này mà cho ăn uống chẳng ra gì thì lấy sức đâu ra làm tiếp chứ. À phải rồi, mình phải cho lão ta một bài học cho chừa cái thói bần tiện đi. Đi, đi, tắt họ, tắt họ, đi họ. Chắc nó cũng sắp sửa cài xong thửa ruộng rồi, phải ra kiểm tra xem thế nào. Hả? Cái thằng lười biếng này, mày không cài ruộng còn nằm đấy mà chơi à? Đâu có thưa ông, con vẫn đang làm việc đấy chứ. Cả cái cánh đồng vẫn còn y nguyên, mà mày chỉ nằm ngủ mà còn kêu là làm việc là cái cớ làm sao? Thưa ông, con vẫn làm y như lời ông dặn con hôm qua, không dám trái lời. Thế sao? Tao bảo mày hôm nay phải cài hết cả cánh đồng cơ mà. Dạ, thưa ông, bắt chước ông, con đang cài tưởng tượng được hơn 2 xào ruộng nữa rồi đó. Không tin ông cứ tưởng tượng là con đã cài xong thửa ruộng này. Hả? Sướng hay khổ là do mình mà ra hết phải không ông? Mày... mày... Chiếc nồi nghĩa tình. Đức vua vạn tuế! Ta miễn lễ các khanh hay bình thân. Nay nhà ngươi đã đổ trạng nguyên, tiếng tâm lừng lẫy, ta muốn giữ lại đây để phò vua giúp nước. Trước khi nhà ngươi nhận việc, ta cho phép về tạ ơn tổ tiên, thăm làng xóm họ hàng. Ta muốn ban thưởng cho ngươi một số báu vật, cho phép nhà ngươi tùy chọn. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, thần xin cảm tạ hoàng thượng đã ban thưởng. Thần chỉ xin hoàng thượng cho một chiếc nồi nhỏ. Sao cơ? Thưởng xin gì? Sao không xin lụa là, gấm vóc, vàng bạc châu báu nhỉ? Đúng vậy, ai lại đi xin một cái nồi cơ chứ?
người có thể xin nhiều thứ lụa là vàng bạc châu báu khác quý giá hơn. Trong cung của ta cái gì cũng có. Dạ thưa không, xin đa tạ hoàng thượng. Thần không xin gì khác, thần chỉ xin được hoàng thượng ban cho thần chiếc nồi nhỏ thôi ạ. Mong muốn của người khiến ta rất thắc mắc, người có thể giải thích vì sao không? Dạ thưa hoàng thượng, trước khi đi thi, thần chỉ là một anh học trò nghèo. Đói quá. Bác Sửu ơi! Lại muốn mượn nồi à? Đây, nồi đây, cháu cầm lấy. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Bác tốt quá, lại luôn nghĩ cho cháu nữa. Có gì đâu. Thôi, cháu đi nấu cơm đi, kẻo đói. Dạ, cháu chào bác ạ. Sao hôm nay nhà bác ấy ăn còn nhiều cơm thế nhỉ? Bẩm hoàng thượng, nhờ có chiếc nồi nghĩa tình ngày ấy mà hạ thần mới có được ngày hôm nay. Vì vậy, hạ thần chỉ xin chiếc nồi để về trả ơn cho bác hàng xóm tốt bụng thôi ạ. Ngươi quả là người có tình có nghĩa. Vậy ta ban cho nhà ngươi chiếc nồi được đúc bằng vàng. Ngươi mang về biếu cho người hàng xóm ân tình ấy. Dạ, xin đội ơn bệ hạ. Quan Trạng đã về, Quan Trạng đã về làng. Quan Trạng vào nhà ông Sửu làm gì thế nhỉ? Bê cái gì trên tay thế kia? Tôi cũng không biết. Ôi, xin kính chào Quan Trạng. Bác ơi, là cháu đây, thằng Tý hàng xóm đây mà. Trời ơi, ngài chính là anh Tý đây ư? Trời ơi, cháu đã đỗ đạt rồi ư? Làm quan to rồi hả? Bác biết mà, có công mài sắt, có ngày nên kim. Sẽ có ngày này mà. Thật bỏ công bao năm miệt mài kinh sử, đèn sách. Bác ơi, cháu có được như ngày hôm nay là nhờ có ân tình của bác đã dành cho cháu bao năm qua ạ. Bác ư, bác thì có công lao gì cơ chứ? Nhiều lắm bác ạ. Đúng vậy, hai bác đây có công gì đâu. Bác ơi, cháu quên sau những tối hai bác cho cháu mượn nồi. Không, món quà quý giá như thế này bác không dám nhận đâu. Cho mượn nồi thì có gì đâu mà quan trọng, phải trả ơn to đến thế cơ chứ. Đúng vậy, thật chẳng hiểu thế nào. Thưa bà con, bà con không hiểu được đâu. Hồi đó vì nghèo, những ngày ôn thi tôi không có thì giờ kiếm gạo, được hai bác đây cho mượn nồi, nhưng luôn để thừa cơm dành cho tôi. Nhờ cơm vét nồi ấy mà hôm nay. Hóa ra là vậy. Vì nghèo, bác cũng chỉ dám làm vậy thôi. Cảm ơn hai bác. Cháu đã đỗ đạt được như hôm nay, tất cả là nhờ tình làng nghĩa xóm. Thật là phúc đức. Quan Trạng không những hiếu học mà còn là người ân nghĩa, không quên thuở hàng vi. Nước nhà có phúc, có những quan ân tình, thanh liêm, giúp dân, giúp nước. Ngôi nhà trong rừng. Có một bác tiều phu nghèo sống với vợ và ba cô con gái trong túp lều nhỏ ven một khu rừng hẻo lánh. Trưa nay mình để đứa lớn mang thức ăn vào rừng cho tôi nhé, tôi về sợ làm không hết việc. Để nó khỏi lạc, tôi sẽ đem theo một túi kê trải dọc lối đi. Tôi nhớ rồi. Chào mẹ, con đi ạ. Con nhớ đi theo những dấu hạt kê mà cha đã rải dọc đường nha. Ôi, mình bị lạc đường rồi sao? Thế này thì mình biết ngủ ở đâu đêm nay đây? Quái, rõ là mẹ đã dặn mình đi theo những hạt kê mà cha đã rải dọc đường mà. Sao giờ lại chẳng thấy hạt kê nào thế? Kệ thôi, mình cứ đi về phía trước xem sao. Có ngôi nhà phía trước, mình sẽ vào nhà xin trú nhờ vậy. Cứ vào đi. Dạ thưa cụ,
con lạc đường, cụ có thể cho con ngủ nhờ tại nhà tối nay không ạ? Ơi gà trống, ơi gà mái, ơi bò hoa lông đốm, chúng mày nghĩ sao? Được. Được rồi, ta sẽ cho con ở nhờ đêm nay, nhưng trước hết con hãy xuống bếp nấu bữa ăn tối cho chúng ta đi, ta thấy đói bụng rồi. Cụ ăn đi ạ. Con mệt lắm, giờ chỉ muốn nằm ngủ. Giường ở đâu xin cụ chỉ giùm con. Cô đã ăn với cụ ấy, cô đã uống với cụ ấy, cô chẳng đoái tới bọn này. Giờ ngủ đâu, cô liệu đấy. Con cứ lên gác, sẽ thấy một cái phòng, có hai chiếc giường, trải khăn trắng. Ta cũng buồn ngủ rồi đây. Vâng, vậy con lên ngủ trước ạ. Thật đáng tiếc, đây không phải là cô gái mà ta cần. Tại sao tôi dặn bà cho đứa lớn mang cơm cho tôi mà chẳng thấy đâu? Làm tôi phải nhịn đói cả ngày hôm qua. Có phải tại tôi đâu, con bé lớn đem bữa trưa cho mình, chắc hẳn nó lạc đâu rồi, mai nó về. Được rồi, lần này tôi sẽ đem thêm một túi đổ. Hạt đổ nhỉnh hơn hạt kê, dễ thấy hơn, không sợ con lạc nữa. Nhớ bảo con gái thứ hai của chúng ta mang cơm cho tôi, đừng để tôi phải nhịn đói như hôm qua đấy. Ôi, những hạt đổ của cha đâu rồi? Mình nào có thấy đâu, mình lạc đường rồi ư? Lại không phải là cô gái ta cần. Bữa nay mình để con bé Út nó mang cái ăn cho tôi vậy. Con bé biết vâng lời, nó sẽ đi đến nơi về đến chốn, chẳng giống như các chị của nó đâu. Hai đứa ấy cứ như mấy con ong dại, suốt ngày bay nhẫn nhơ. Thấy ông lại muốn mất nốt cả đứa con gái cưng nhất hay sao? Mình đừng lo, con bé Út thông minh và rất khôn, nó sẽ không lạc đâu. Và hôm nay, tôi đem đổ Hà Lan đi kia mà. Giống đổ này to hơn giống đổ bình thường, mất dấu đường sao được? Mình biết đi đường nào bây giờ, hay nên quay về? Nhưng nếu mình về, cha sẽ bị đói. Không được, mình phải đi tiếp, chắc cha đang đợi mình. Thưa ông, cháu đem thức ăn đi cho cha, chẳng may lạc đường. Ông có thể cho cháu ngủ nhờ một đêm được không ạ? Ơi gà mái, ơi gà trống, ơi bò hoa lông đốm, chúng mày nghĩ sao? Được. Ôi, mấy con vật này xinh xắn quá, bộ lông của chúng mới mượt làm sao. Mình no mà để mấy con vật khôn ngoan kia nhịn đói, có đành lòng không? Ngoài ấy thiếu gì thức ăn, phải cho chúng ăn no cái đã. Chúc cụ ngon miệng ạ. Giờ ta đi ngủ rồi chứ nhỉ? Phải không gà mái? Phải không gà trống? Phải không bò lông đốm? Có đúng thế không? Đúng. Cô đã ăn với bọn tôi, cô đã uống với bọn tôi, cô đã không quên bọn tôi. Đêm nay chúc cô ngủ ngon giấc. Ôi, chuyện gì thế này? Sao cảnh vật lại thay đổi thế này? Dạ thưa, cô có sai bảo gì chúng tôi không ạ? À? Các bác là ai? Tại sao? Ông cụ nằm ở đây đâu rồi? Ông cụ ấy chính là ta đây. Thực ra, ta là một hoàng tử đã bị một phù thủy hãm hại. Mụ đã biến ta thành một ông già tóc bạc, để ta ở giữa rừng sâu. Ba người hầu thân cận của ta biến thành gà mái, gà trống và bò sữa. Phép yêu ấy chỉ được giải khi nào có một người con gái tốt bụng tới đây, không những biết thương người, mà biết thương cả giống vật. Người con gái đó là nàng. Nửa đêm hôm qua, nàng đã giải thoát cho bọn ta ngôi nhà cổ giữa rừng.
đã thành nguyên hình là cung điện của ta trước kia. Vậy chàng có biết hai chị của thiếp hiện giờ đang ở đâu không? Đó là hai cô gái ích kỷ. Họ đang phải chịu hình phạt nhốt dưới hầm. Họ sẽ phải hầu hạ một người đốt than ở đó cho tới khi nào họ biết sửa lỗi, biết thương yêu súc vật, không để chúng khỏi đói khát. Nàng là một cô gái có tấm lòng nhân hậu. Nàng có bằng lòng cưới ta không? Ta sẽ che chở và bảo vệ cho nàng suốt cuộc đời này. Ta sẽ tổ chức một đám cưới trang trọng nhất. Chú mèo đi hia. Từ khi đi, cha vẫn không yên lòng nhắm mắt nếu các con không hứa với cha điều này. Thưa cha cứ nói đi ạ. Chúng con đang nghe đây. Cả đời cha tuân theo, không lo cho các con được cuộc sống đầy đủ. Nay cha mất đi, chỉ để lại một chút gọi là gia tài. Đó là một côi sầy gió, một con lừa và con mèo lười biếng kia. Các con chịu khó bảo ban nhau làm ăn, giúp đỡ nhau lúc khốn khó. Có như thế, cha mới yên lòng mà nhắm mắt. Vâng, chúng con xin ghi nhớ lời cha dạy. Cha ơi, cha! Này cha cũng mất rồi, chúng ta phải nghĩ kế làm ăn. Anh tính như vậy nha. Anh sẽ lấy cái cối xay gió để xay gạo thóc thuê vào vụ mùa, để cho chú hai con lừa để đi thù hàng, còn chia cho chú Út con mèo kia. Phải đấy, em tán thành. Thêm nữa, căn nhà này cũng chật, sau này chúng ta còn phải lấy vợ nữa. Em nghĩ là chú Út nên dọn ra túp lều đằng sau kia. Em thấy có được không? Nhưng con mèo này thật vô dụng, chẳng làm nổi việc gì. Sau này em biết làm gì để mà kiếm sống qua ngày. Hay các anh cho em đi cùng với? Chúng ta lớn rồi phải tự lập dần đi. Tôi là anh cả nên có quyền tự quyết, cậu không được phép phản đối. Vâng ạ. Đây phần của cậu, từ giờ cậu dọn ra lều mà ở. Mình nhận được phần tồi tệ nhất. Anh cả của mình có thể xây bột, anh hai mình còn có con lừa để chở hàng. Còn mình làm ăn gì với con mèo khốn khổ kia? Họa chăng lột da nó làm được đôi găng tay lông là hết sạch cả gia tài rồi. Cậu ơi, hãy nghe tôi nói. Cậu chẳng cần giết tôi, lấy da làm một đôi găng tay loại tồi làm gì. Cậu cứ thuê thợ làm cho tôi một đôi hia để tôi có thể đi phố được. Lúc đó mọi người sẽ lưu ý tới tôi. Rồi tôi hứa sẽ làm cậu được nở mày nở mặt, ăn nên làm ra. Mi biết nói ư? Nhưng làm sao ta tin được lời mi? Mà có tin đi nữa thì ta chỉ còn chút vốn liếng cuối cùng này, chả lẽ đổ vào đôi hia của ngươi ư? Cậu cứ tin ở tôi, chắc chắn tôi sẽ giúp cậu vượt qua sự khó khăn này. Thôi được rồi, để ta đi ra thị trấn đóng cho mi một đôi giày. Đôi hia thật vừa vặn với tôi. Cậu cứ ở nhà đợi tin của tôi nhé. Cả mấy con lận. Nhìn kìa, có một con mèo đi hia. Thưa đức vua cao quý, tôi không những biết đi hia, biết nói mà còn biết bắn cả chim đa đa. Chủ của tôi là bá tước Montegas Sofania, xin trân trọng kính gửi hoàng thượng lời chúc sức khỏe và xin kính dâng hoàng thượng số chim đa đa vừa mới bẫy được. Chim đa đa ư? Ta vốn rất thích chúng, nhưng chúng nhát quá, xưa nay rất hiếm người bắt được. Cho ta xem nào. Tốt lắm, ta sẽ ban thưởng cho chủ tớ nhà ngươi. Nhớ mang số vàng đó về cho chủ của ngươi nhé. Nói là ta đa tạ bá tước về món quà biếu nhé. Vàng ở đâu ra nhiều thế này? Làm sao mà mi kiếm được? Tôi còn có thể kiếm nhiều hơn nữa kia. Ngày mai vua và công chúa sẽ đi dạo ở hồ nước phía tây. Cậu chủ cứ làm theo tôi nói là được rồi.
cậu cứ yên tâm tắm ở dưới đó. Nếu vua và công chúa có tới cũng không được lên bờ. Trời ơi là trời, muôn tàu bệ hạ, ba tư của tôi đang tắm ở hồ thì có một tên trộm đến lấy cắp tất cả quần áo để trên bờ. Giờ thì chủ của tôi làm sao mà lên được? Ở lâu dưới nước chắc sẽ bị cảm lạnh và chết mất thôi. Ồ, hóa ra là chú mèo hôm trước. Vậy ba tước của ngươi vẫn ở dưới hồ ư? Người đâu, lấy ngay cho ba tước một bộ quần áo. Kính chào đức vua cao quý. Ba tước, ta chưa có dịp cảm ơn ngươi vì món quà lần trước. Hãy lên xe của ta để chúng ta có dịp trò chuyện. Các bác nhà nông, cánh đồng này của ai thế? Của thầy phù thủy lắm tà thuật sống ở bìa rừng. Các bác nghe tôi nói đây, xe nhà vua sắp đi qua vùng này. Nếu vua hỏi cánh đồng của ai thì các bác nhớ trả lời là của bá tước nhé. Nếu các bác không nói đúng như vậy thì tất cả sẽ bị đánh ngay tại chỗ. Vâng vâng, chúng tôi xin nghe theo lời cậu. Người muốn gì? Đừng có làm phiền ta thì biết thay nhau đi. Tôi nghe nói ông có thể tùy theo hứng của mình mà muốn biến thành con vật gì cũng được. Biến thành chó, thành cáo, thậm chí thành chó sói. Những chuyện ấy chắc chắn tôi có thể tin được. Nhưng mà tôi không tin ông có thể biến thành voi được. Do đó tôi tới đây để chính mắt nhìn xem có đúng như vậy không. Ồ, đối với ta đó là chuyện vặt vãnh. Thế cũng là đáng kính nể lắm rồi. Nhưng liệu có thể biến thành sư tử được không? Chuyện vặt vãnh ấy có chi đáng kể. Chuyện như vậy đúng là tôi chưa từng nghe và chưa từng trông thấy. Ngay trong giấc mơ của tôi cũng chưa từng thấy bao giờ. Nhưng nếu ông biến ra một con vật nhỏ xíu như con chuột nhắt chẳng hạn thì mới thật là tài thánh. Chắc chắn là ông tài ba hơn hẳn các thầy phù thủy khác trên đời. Nhưng chuyện biến thành chuột nhắt chắc là không làm nổi rồi. Ây chà chà, anh bạn mèo thân mến, ngay cả việc đó ta cũng làm được. Cánh đồng cỏ này của ai đấy? Tâu bệ hạ, đồng cỏ của đức ông bá tước ạ. Bá tước, bá tước có vùng đất đẹp đấy. Bá tước ạ, chắc hẳn là bá tước giàu có lắm. Ta chưa chắc đã có một khu rừng rộng đẹp bao la như vậy. Tâu bệ hạ đã tới khu lâu đài của bá tước chủ tôi. Điều đó là một vinh hạnh suốt đời cho chủ tôi. Công chúa đính hôn với bá tước, và khi vua cha băng hà, bá tước lên nối ngôi, phong cho mèo đi hia làm tể tướng. Kể từ đó, họ sống hạnh phúc đến suốt đời. Nước mắt cá sấu. Cha, quả này ngọt quá. Cuộc sống ở đây thật tuyệt. Nhưng mà ước chi mình có được một người bạn để chơi cùng thì tuyệt biết bao. Con gì vậy ta? Trông chẳng giống cá, cũng chẳng giống cua, là sao? Bạn là ai? Tại sao bạn lại khóc? Tôi là cá sấu. À, cá sấu, cái tên thật lạ. Nhưng mà tại sao bạn lại khóc thế? Tôi buồn lắm khỉ con ơi. Có chuyện gì mà cậu lại buồn như thế? Vì chẳng có ai chơi với tôi cả. Ai cũng chê tôi xấu xí, thô kệch. Ồ, thế thì bạn làm bạn với mình nhé. Bạn đồng ý chơi với tôi ư? Ôi, tôi vui quá. Ô, cá sấu, sao trông cậu có vẻ bồn chồn thế hả? Tôi ở đây chơi với bạn lâu rồi, giờ tôi thấy nhớ nhà quá à. Chắc phải về thăm nhà thôi. Vậy chúng ta phải tạm biệt nhau ư? Tôi sẽ buồn lắm đó bạn cá sấu. Tôi muốn mời bạn về thăm nhà của tôi khỉ con à. Nhưng mà tôi sợ nước lắm. Bạn đừng có lo, bạn cứ việc ngồi trên lưng tôi
rồi tôi sẽ đưa bạn về nhà. Tôi sẽ không để nước bắn lên người của bạn đâu, khỉ con. Khỉ con ơi, đến nhà của tôi chắc là bạn sẽ thích lắm đó. Nơi ấy có những loài cây cỏ đẹp tuyệt, quanh năm tỏa hương thơm ngát. Nơi đó cũng có nhiều trái ngọt cho bạn tha hồ mà thưởng thức. Chào ơi, thật vậy á? Thế thì tuyệt vời quá cá sấu ơi. Nghe bạn nói là tôi cảm thấy háo hức, muốn đến thăm nhà bạn lắm rồi. Vậy chúng ta mau mau khởi hành thôi khỉ con ơi. Bạn hãy nhảy lên lưng tôi nào. Ừ, chúng ta lên đường thôi. Ôi, thích quá bạn cá sấu ơi. Lần đầu tiên tôi được lướt trên mặt biển như thế này. Khỉ con ơi, có chuyện gì thế hả cá sấu? Vua của chúng tôi ốm nặng, thầy thuốc bảo phải ăn một quả tim khỉ mới khỏi bệnh. Giờ tôi đưa bạn tới gặp vua của tôi, thì đến nơi bạn phải cho chúng tôi quả tim của bạn đấy. Hóa ra là cá sấu lừa dối mình, còn mình thì lại đi tin những lời nói ngọt ngào của nó. Trời ơi, vậy là những giọt nước mắt kia chỉ là giả dối. Mình nhất quyết không thể bỏ mạng như thế này được. Thì con phải thật bình tĩnh nào. Chán quá, sao bạn không bảo tôi trước cơ chứ? Tôi có mang theo quả tim đi đâu. Ủa sao lại không mang? Quả tim thì phải bên mình chứ. Thế là bạn không biết rồi. Loài khỉ của chúng tôi hay di chuyển và nhảy nhót khắp nơi, cho nên chúng tôi phải để trái tim mình ở một nơi, kẻo lại rơi ra ngoài mất. Ồ, vậy thế bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ chỉ còn cách là bạn chở tôi về nhà. Tôi sẽ lấy trái tim của mình đang cất trên cây dừa đưa cho bạn. Ha, nhớ là phải mang cho tôi đấy. Mày tưởng tao ngu ngốc hả? Tao lại đưa quả tim cho lão vua độc ác của mày à? Đồ cá sấu giả dối kia. Cút đi, cút đi. Không ai làm bạn với mày nữa. Đồ giả dối, đồ độc ác. Ôi, Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.